Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với một cái động tác tập khác, đó là chặt cầu. Thì hôm nay bạn Cường sẽ giới thiệu cho các bạn cái quả chặt cầu này, bạn Cường sẽ tập như thế nào. Thì bạn Cường này sẽ cũng có những cái cú chém, cú chặt cầu rất là sát ha. Và cầu nó cũng ra góc, ra biên. Thì để coi bạn Cường tập như thế nào mà có được cái ngày hôm nay ha. Thì hy vọng là bạn Cường sẽ giúp ích được cho các bạn trong cái bài tập chặt cầu. Theo cái quan điểm hồi xưa mà mình tập từ nhỏ tới lớn á, mà để mình thực hiện được một cú chặt hoàn chỉnh á, thì trước tiên á, thì các bạn cũng phải tập cách cầm vợt, rồi vợt đưa ra sao cho nó đúng, khi mà chặt cái cầu nó phải sát lưới hoặc là nó cầu dài chặt như thế nào. Thì lúc đầu á, thì các bạn cầm vợt xong thì cũng phải quýnh làm sao cho tay thẳng trước, lúc đầu là phải tay thẳng nha, tay thẳng rồi lúc đó là không kết hợp với cổ tay phải thẳng ra nữa. Thì lúc đó những cái cơ bản đầu tiên là các bạn phải đưa tay thẳng làm sao cho rồi gặp cổ tay đều nhẹ, đều nhẹ, làm sao cho lúc đó cái mặt vợt của mình á, các bạn phải để ý nha, cái mặt vợt của mình nó phải chặt cái cầu á là nó phải đi theo đường thẳng, chứ mà mấy bạn chặt qua hôm đây á là muốn chặt được thẳng á cũng không giờ chặt được đâu, hoặc qua hôm đây là cũng không được. Thì mình dễ nhất á là mình sẽ tay của mình sẽ là từ dưới đưa lên theo một đường thẳng, là chặt cái cầu, gọng cổ tay theo đường thẳng đẩy tới nữa, thì đó là thì cái cầu nó sẽ bay theo đường thẳng. Rồi cái cách mà tự tập á ở nhà cho các mấy bạn mà nếu mà chưa biết á, thì mình có thể chia sẻ là các bạn sẽ tập tay không nha, tập tay không với vợt thôi. Có nghĩa là mấy bạn sẽ tập đầu tiên là bộ tay chân trước chân sau, mở đánh kéo từ chậm, bắt đầu chậm trước là từ dưới đi lên, chậm là động tác nhất. Rồi sau bắt đầu các bạn cảm thấy á, mà cái tay của mình với cái vợt á, nó quen thuộc rồi, nó cảm giác rồi á, thì các bạn sẽ quýnh nhanh lên, là mở ra từ dưới đi lên nhanh, một tác nhanh dứt khoát đó. Lúc đầu thì các bạn phải tập tay không nha, rồi xong nó tiếp xúc với cầu á, thì lúc đầu nó sẽ chia ra là cầu trước mặt, cầu trên đầu và cầu sau lưng. Thì các bạn tập cơ bản thì các bạn phải có cảm giác cầu trước rồi mấy bạn mới tập được, đánh được mấy trái khó sau, là trước mắt là cầu trước mặt. Thì mấy bạn quýnh làm sao cho cảm giác cổ tay mình nó mềm, tiếp xúc với cầu nó mềm, nó phải có cảm giác đánh qua, nó phải có cảm giác. Chứ mấy bạn mà đánh qua mà mấy bạn hả nghe cái bụp chặt cầu, mấy bạn nghe cái bụp như đập cầu với lớp cầu là cái đó là không đúng. Thì nó phải là cổ tay mềm ra đó. Rồi thì lúc đầu chặt như vậy, mềm ra, chậm đều, chậm mà lên nhanh. Mấy bạn thực hiện trung bình một bài là khoảng 10 trái liên tục. Ví dụ như mấy bạn chặt đều được 10 trái rồi thì các bạn nâng lên 15, 20, 25, 30. Cái con số đó sẽ nhân lên theo 5 tháng mà mấy bạn tập. Rồi tiếp theo cái khó hơn nữa là mấy bạn sẽ tập đổi chân, đứng một chỗ đổi chân, chặt cầu. Rồi nó cũng nhân theo con số thôi, từ 10 trái lên 15, 20, 25, 30 vậy đó. Rồi xong kết hợp với bộ pháp cơ bản là mấy bạn chạy lên xuống chặt đều như vậy cho tới một thời gian là mấy bạn cảm giác được cái cầu đó, bạn đưa tay ra bạn chặt là nó chỉ qua thôi. Lúc đó mấy bạn không cần phải nhớ cái tay của mình nữa, tại lúc đó nó thành thói quen rồi. Thì nó cũng không gì khó đâu, thì mấy bạn cứ cố gắng tập luyện đều dần đều thôi. Mỗi ngày mình cầm cái vợt tầm khoảng 10 tới 15 phút 20 phút mình quơ lên quơ xuống, cộng mở cổ tay nè, qua lại, thì tất nhiên cổ tay mình sẽ dẻo. Rồi chúc các bạn tập thành công về kỹ thuật chặt cầu. Thì đó là cái quá trình mà bạn Cường đã tập ha, để các bạn Cường có thể chặt được cái cầu tốt như ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ giúp ích được cho các bạn. Còn nếu mà các bạn còn thắc mắc gì hoặc là các bạn cảm thấy là tập như vậy rồi mà các bạn vẫn chưa làm được, thì các bạn cứ comment xuống phía dưới ha. Bạn Cường đây sẽ chia sẻ tiếp cho các bạn những cái bí quyết làm sao để mà có thể tập chặt được tốt hơn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại.